Xin chào anh em nhé. Hôm nay mình làm con nồi cơm điện Joshi 1,8 lít nhé. Con nồi này con nồi thường các bạn ạ. Con này không có móc sắt áp suất. Con này nồi thường thôi. Thì hôm qua hỏi mang đến mình đi vắng không ở nhà. Bây giờ mình sẽ test xem nó bị làm sao để sửa các bạn nhé. Rồi, cắm điện đi xem nào. Ok. Màn hình chưa thấy hiện tượng gì, mình sẽ bấm thử xem. Con này hiện tại là đang bị mất nguồn các bạn này. Thì bây giờ mình sẽ tháo ra để kiểm tra xem nó bị sao. Để tháo được con này thì các bạn tháo bốn con ốc và lắp đít ra thôi. Và hình như một con ốc ở đằng sau nữa. À, tháo được cái mặt đáy này ra là ok rồi. Ok các bạn. Bây giờ mình sẽ tháo luôn mạch ra để kiểm tra nhé. Tôi chi đứt. Ui giời ơi. Nó banh chét. Con này bị cắm nhầm điện rồi các bạn này. Các bạn nhìn thấy con cầu chì này chưa? Nó đứt đôi, còn thoa ra được bấn này. Mìu. Con này sẽ bị chập cả công suất rồi. Đi luôn đi. Ồ, ui nó gãy cả một chân con ấy luôn này. Con này không có con 5 chân. Ui con này nó lại thuộc dạng giống con này thật rồi. Đây này, thuộc dạng giống con này. Trời ơi. Con này hiện tại nó đang bị chập cầu chì nhé. Cầu chì hoại cũng nối lên trên này rồi nhưng mà cố tình cắm vào. Con này cũng ghe 06 thì cũng hơi mệt đấy. Bây giờ mình sẽ tiến hành gia công suất các bạn nhé. Đó, đấy. Bây giờ mình sẽ đo thử xem có chập công suất không các bạn nhé. Công suất không tèo. Cầu điốt kìa. Dính con này. Dính cầu điốt rồi. Cầu điốt dính thì công suất dính rồi. Đo về thang diốt mới biết được. Nó một cặp lên thôi. Chắc vẫn còn. Như vậy là con này lại chập cầu diốt các bạn nhé. Công suất tạm thời là đo chưa thấy chập. Sao lại nổ ghê thế nhỉ? Bây giờ mình sẽ tiến hành nhổ công suất ra các bạn nhé. À quên, nhổ cầu diốt ra để kiểm tra xem có bị chập không. Chập thêm cái gì nữa không? Vậy là mình đã thay xong con cầu diốt rồi nhé. Bây giờ mình sẽ đo lại xem có bị chập cái nữa không rồi là mình đi tiến hành lắp. Nãy chưa đo. Rồi, ok nhé. Hiện tại là mình chỉ thay một con
cầu diốt này và một con bảo vệ này, và mình nối cầu chì vào thôi, cầu chì mình nối bằng sợi dây điện. Bây giờ mình sẽ tiến hành lắp thử vào các bạn nhé. Mỗi hai con ốc này. Ok, sau khi lắp xong thì mình sẽ tiến hành cắm điện. Chưa, hút luôn chưa? Rồi, thử lên xem nào. Xem nó nổ như nào nhá. Bụp. Dạ, chạ. Ô, không có điện, bấm thử. À, lên lại rồi. Điện đã nhấp nháy rồi các bạn ơi. Ok. Bấm thử xem nào. Công suất đã chạy. Như vậy là được không? Đã ăn tiền. Con này chỉ bị chập cầu diốt thôi bạn nhé. Mang nhiệt độ ra bắn xem nào. Bắn nhiệt độ cho là gửi giá bác nhé. Nó nóng lên là được rồi. Ui, 138 luôn, nóng bóng rồi, tắt đi thôi. Đây các bạn, 133 độ. Đây mình bắn nhiệt độ bên ngoài cho các bạn xem này. Nhiệt độ bên ngoài là 22 độ nhé. Nhưng mà nóng nhanh rồi. Bắn trong nồi này. Bắn trong nồi nó lên rất là nhanh. 111 độ. Ok. Như vậy con nồi này chỉ bị chập công suất do cắm nhầm điện mà con này lại chập công suất các bạn nhé. À quên, chập cầu diốt nhé. Con này lại có hai ốc. Video sửa nồi cơm điện Joshi đến đây kết thúc. Cũng may là chưa bị nặng thêm.